Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Đinh Mùi 2020. Trong năm Canh Tý thì bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Phong thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi 2020. Vận trình của con giáp này thì về cơ bản khá là thuận lợi, công danh và tài lộc đều trên đà phát triển thịnh vượng, song có thể phải đề phòng họa tiểu nhân ập tới. Tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Mùi hại thái tuế nên phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là mùa may mắn trong năm nay. Các bạn hãy liên hệ với phong thủy may mắn để nhận phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng phong thủy may mắn khái quát chung về tuổi Đinh Mùi năm 1968. Con giáp này thuộc niên mệnh, bản mệnh nạp âm là Thiên Hà Thủy, có ngày sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến ngày 28 tháng 1 năm 1968. Đầu tiên thì xét về năm mệnh, người tuổi Mùi gặp năm Canh Tý, Thiên Can Canh Kim Lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý Thủy Lộ xuất thiên tài và Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay người tuổi Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh, tài chính hoặc là thủy lợi, nhà hàng. Thế nhưng vì năm nay là năm Phạm cục diện hại thái tuế nên dù làm ăn khá cũng vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm. Nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Xét về sự nghiệp tuổi Đinh Mùi 2020, trong năm 2020 do ảnh hưởng của Tý Thủy Lộ xuất thiên tài và cục diện tương hại nên người tuổi Mùi thường rơi vào tình trạng nóng nảy, dễ bực bội, công việc không được thuận lợi, phải làm việc vất vả hơn mọi người. Tuy nhiên thì điều an ủi là bản mệnh khá có duyên nên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì đương nhiên công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Thế nhưng bên cạnh đó thì dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình thì nóng nảy nên hay vướng phải chuyện thị phi, hay nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Quan hệ với cấp trên thì không mấy hòa hợp, khiến việc thăng chức tăng lương trở nên khá là khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân. Với những người làm nghề tự do, bản mệnh cần xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm và thị phi cho chính bạn. Xét về tài lộc tuổi Đinh Mùi năm 2020 thì con đường tài lộc của người tuổi Đinh Mùi trong năm Canh Tý khá là thuận lợi do có thiên tài chiếu mệnh, đặc biệt là đối với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc là thực phẩm. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang, phá sản. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức phúc vận. Phúc vận tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Ngoài ra, trong đời sống hàng ngày, bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những việc không cần thiết. Cho dù là khi tài chính dư giả thì cũng nên biết giữ mình. Xét về tình cảm của tuổi Mùi, trong năm 2020, người tuổi Đinh Mùi dù là nam mạng hay là nữ mạng thì đều khá vượng về đường tình duyên. Nếu tham gia nhiều các hoạt động tập thể thao, giao lưu, bản mệnh có thể trở thành một người khá là thu hút, có nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ thân thiết với những người khác giới. Phái nam thì nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể nếu bản mệnh quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng hậu quả đáng tiếc. Để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải.
Xét về sức khỏe thì năm 2020, sức khỏe của người tuổi Mùi phải chịu nhiều tổn hại do có sao thương quan chiếu mệnh cũng như ảnh hưởng của cục diện Tý Mùi tương hại. Tý Thủy có sức ảnh hưởng lớn, dễ khiến cho yếu tố hỏa của Mùi Thổ bị tổn hại. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không quá khả quan nên cần hạn chế uống rượu, bia và các chất kích thích, đề phòng bệnh cao huyết áp, các bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu cũng thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra thì bản mệnh cũng dễ mắc các bệnh về cơ bắp, xương cốt, sức khỏe kém. Trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai là xét về nữ mệnh. Về mặt tình cảm, phái nữ nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Những người đã lập gia đình thì nên chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh Khổng Tước Phỉ Thúy. Khổng Tước Phỉ Thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về cách tình duyên. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo thì cuộc sống gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và con cái, có nhiều tin vui đưa tới, có khả năng rất lớn là gia đình sẽ có thêm thành viên. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020 thì trong năm nay quý bà nên chú ý bệnh về tuổi già và sức khỏe không được tốt do suy nghĩ nhiều. Nữ tuổi Đinh Mùi cần tránh đến những nơi u ám ẩm ướt, nếu không sẽ khiến cho cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Trong năm Canh Tý, bản mệnh không nên làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi, không nên tham lam hoặc sa vào các thú vui như là rượu chè, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh thì nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công việc làm ăn lúc đầu thì không được tốt, tuy nhiên về sau thì gặp nhiều may mắn. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió thì khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh và vòng Tam Hợp Quý Nhân. Vòng Tam Hợp Quý Nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Tài chính tiền bạc của quý bà Đinh Mùi, tiền bạc thì hanh thông, tuy nhiên cũng chi tiêu nhiều vào cuộc sống gia đình. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Đinh Mùi năm 2020, tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý thì vận thế của người tuổi Đinh Mùi sẽ về tổng thể không mấy thuận lợi, đặc biệt là trên hai mặt sự nghiệp và tình cảm. Thậm chí bản mệnh có thể gặp rất nhiều yếu tố cản trở. Cụ thể, trong công việc thì người tuổi này phải đối diện với nhiều vấn đề khó giải quyết, nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến việc phát triển gặp nhiều khó khăn. Những người có ý định khởi nghiệp thì không nên bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay trong khoảng thời gian này mà nên lùi lại kế hoạch, suy tính kỹ càng hơn và chuẩn bị tất cả. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Đến tháng 2 âm lịch thì phương diện tài lộc và sức khỏe của bản mệnh có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt vào thời điểm cuối tháng, bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận rất khả quan. Nhờ có thần tài phù trợ nên bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư hoặc cổ phiếu. Những người làm công ăn lương cũng có sự nghiệp ổn định, quan hệ với đồng nghiệp tốt đẹp, khoảng thời gian cuối tháng có thể nhận được tiền thưởng khiến tài chính dư dả. Trên phương diện sức khỏe thì bản mệnh có thể mắc phải một vài căn bệnh vặt hoặc là bị tổn thương khi sử dụng những vật dụng sắc nhọn như dao, kéo nên cần phải chú ý nhiều hơn. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch thì vận thế của người tuổi Đinh Mùi khá là ổn định. Bạn có thể có những bước chuyển biến khá là tích cực trong sự nghiệp. Những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng có thể thực hiện một cách tuần tự, không gặp nhiều trở ngại khó khăn. Mối quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cấp trên khá hài hòa. Đồng thời bạn có thể thu nhập thêm được nhiều tri thức mới, phát triển kỹ năng trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì bản mệnh có thể nhận được sự tán thưởng của bạn bè, đồng nghiệp. Vì có những bước
tiến tích cực trong sự nghiệp nên tài lộc của bản mệnh vô cùng ổn định. Ngoài ra, những người có công việc làm thêm hoặc là có ý định đầu tư cũng thu được lợi nhuận ở mức khá, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Vào tháng 4 âm lịch này thì người tuổi Đinh Mùi gặp khá nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Xét về tổng thể thì vận thế có chiều hướng đi xuống, tuy nhiên tình hình sức khỏe khá ổn định. Về phương diện sức khỏe, dù là người lớn tuổi đều cần chú ý rèn luyện thân thể, đặc biệt là nâng cao sức đề kháng và miễn dịch. Đồng thời, bản mệnh không nên thức khuya, cần phải chú ý trong lĩnh vực ẩm thực, không nên uống rượu, hút thuốc lá và đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Bước vào tháng 5 âm lịch thì tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc, thậm chí là khá ảm đạm. Chuyện tình cảm cũng có nhiều vấn đề không được như mong muốn. Một nguyên nhân lớn gây ra những rắc rối này là vì cảm xúc của người tuổi Đinh Mùi lên xuống thất thường, dễ nóng nảy hoặc là xúc động vì một việc nhỏ nhặt, dễ đưa ra những quyết định vội vàng, tâm lý bất an, căng thẳng, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả công việc. Khi đối diện với tình hình này thì bạn cần phải học cách thả lỏng bản thân, suy nghĩ tích cực, thư giãn đầu óc, không nên để những chuyện không mong muốn trong cuộc sống gây tác động tới công việc. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Tháng 6 năm 2020 âm lịch thì tình hình tài chính của người tuổi Đinh Mùi khá bình lặng, nhưng sức khỏe lại có dấu hiệu đi xuống khá là rõ rệt. Trong thời điểm này thì bản mệnh có mức thu nhập ổn định, chủ yếu dựa vào mức tiền lương hàng tháng. Số tiền đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, cổ phiếu tuy không tạo ra được nhiều lợi nhuận nhưng cũng không có dấu hiệu lỗ vốn. Người tuổi này thì cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên tiêu xài lãng phí tiền bạc vào những sản phẩm hay là hoạt động không cần thiết. Về vấn đề sức khỏe, bước vào thời điểm hè nóng nực, cơ thể không kịp thích nghi, dễ chịu tác động khiến bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, viêm, nhiệt, đau đầu. Vì thế cần phải bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, ăn uống lành mạnh, chú ý bổ sung rau và hoa quả có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có biện pháp chống nóng hiệu quả. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch. Bước vào thời điểm tháng 7 âm lịch thì tài lộc của người tuổi Đinh Mùi không có nhiều biến động, vẫn giữ được ở mức bình bình như tháng trước. Nhưng xét trên phương diện sự nghiệp thì có nhiều thay đổi tích cực. Bản mệnh duy trì được trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, tiếp tục phát triển theo đúng định hướng từ trước. Cho dù phải đối diện với áp lực công việc khá là lớn, nhưng bản mệnh đã biết biến đây thành động lực để tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, nhận được sự tin tưởng và công nhận của cấp trên. Phương diện tài vận, nhiều khả năng bản mệnh sẽ phải chịu áp lực kinh tế lớn. Vì thế, bạn nên học cách tiết kiệm và sử dụng tiền bạc hợp lý, không nên tiêu tiền một cách mù quáng hoặc là lãng phí. Đặc biệt là những người đã lập gia đình thì càng cần phải giữ vững lý trí hơn. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch. Phương diện sự nghiệp của người tuổi này vẫn có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên phương diện tình cảm lại lên xuống thất thường. Trong công việc, có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc là nội dung công việc mới, nhưng về tổng thể thì bạn vẫn có thể tự dựa vào khả năng của chính bản thân mình để giải quyết và hoàn thành. Những người làm trong lĩnh vực marketing, tài chính, bất động sản có thể đạt được những thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao có lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu nhạt phai do bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không chú ý đến gia đình. Vì thế, bạn cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, vì tình cảm vốn luôn quan trọng hơn tiền bạc. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 9 năm Canh Tý âm lịch thì chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu tốt đẹp trở lại. Tuy nhiên thì vấn đề sức khỏe lại có nhiều điều cần phải lưu tâm. Những người còn độc thân thì sẽ có một tháng khá là đào hoa. Bạn được nhiều đối tượng khác giới để ý, có thể dễ dàng tìm được người phù hợp với mình ngay trong các tình huống giao tiếp thông thường. Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và chân thành. Về mặt sức khỏe thì bản mệnh dễ cảm thấy là mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng hoặc là buồn chán do phải chịu đựng nhiều áp lực công việc và phiền não trong cuộc sống. Khi rơi vào vấn đề này thì bạn có thể thư giãn bằng cách cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tham gia du lịch, giao lưu để có những suy nghĩ vui vẻ và tích cực hơn. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi phải đối diện với nhiều rắc rối trong sự nghiệp vào tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tuy nhiên thì tài lộc lại không chịu nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí
đạt ở mức ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ. Khuyên người mệnh Đinh Mùi hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, in hình 3 con linh vật Hợi, Mão, Mùi, sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Từ vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Đinh Mùi vẫn duy trì ở mức ổn định nếu so với tháng trước, còn tình hình sức khỏe thì có dấu hiệu ổn định. Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tìm được những công việc, mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân. Dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè, người thân, bạn có cơ hội gặt hái được thành tích rất là khả quan nhờ công việc này. Vì thế, hãy mạnh dạn tiến hành công việc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước nhé. Bản mệnh không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên vì thời tiết đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải lưu ý giữ ấm, hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý thì vận thế của bản mệnh có những dấu hiệu khá là tích cực, đặc biệt là hai phương diện sự nghiệp phát triển rất rực rỡ. Trong công việc, bạn có cơ hội khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, nhất là với những người làm công việc marketing, bất động sản và tài chính. Bạn không chỉ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý mà còn thu hút được sự chú ý của mọi người, giữ được trạng thái tinh thần tích cực khi hoạt động nhóm, nhận được sự biểu dương và khen ngợi của cấp trên. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, xem tử vi tuổi Đinh Mùi 2020, con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc thì cũng dồi dào. Tuy nhiên, dễ bị thị phi bủa vây mà gặp phải tai họa khôn lường. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn, trong năm nay bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ và may mắn hơn. Ngoài ra, chuyện tình cảm đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, nên thận trọng giữ mình. Sức khỏe trong năm Canh Tý của những chú dê không thực sự tốt, những áp lực căng thẳng về tinh thần có thể khiến bạn mệt mỏi, dễ đau ốm. Trong năm này thì nhị hắc chủ về sức khỏe nhập vào phương chính nam, đây là bệnh tình có ảnh hưởng tới sức khỏe của những người sống trong gia đình. Vì thế bản mệnh cần lưu ý tránh để chỗ ngồi, chỗ ngủ hay là bếp nấu của gia đình nằm ở vị trí này. Nếu có thể thay đổi thì nên thay đổi để tránh được tai họa ập xuống. Tứ lục chủ về sự nghiệp bay vào phương Tây Nam, muốn thúc vượng sự nghiệp có thể đặt bàn làm việc hay là phòng làm việc ở vị trí này trong nhà. Mệnh chủ cũng có thể đặt tượng voi phong thủy trên bàn làm việc của mình để tăng vận quý nhân. Nên lưu ý giữ cho nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, các luồng không khí lưu thông, có thế mới là phong thủy tốt. Những điều tốt đẹp cát lành luôn đến với gia đình. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Đinh Mùi Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi, phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.